Hey yo, xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình mình là nhóc mt rồi ok thì hôm nay à lời đầu tiên được cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn những cái lời chào uh, vui vẻ trân trọng nhất rồi chúc tất cả các bạn uh, ngày mới vui vẻ uh, cày tốt farm khỏe rồi thì như cái tiêu đề mình đã để thì hôm nay mình sẽ sử dụng một lúc ba chiếc búa để đập nhà đấy thì, uh, chắc là mình uh, chắc không sử dụng được phát hết ba búa đâu mình có lẽ mình sẽ sử dụng hai búa thôi thì anh em thắc mắc là tại sao mình có hai búa và một búa ba búa thì đây mình sẽ giới thiệu qua với anh em vật phẩm thần kỳ đây mình có hai chiếc búa liền này hai trên một à, ảo không anh em tức là mình có một chiếc búa nữa rồi nhưng mà khi chúng ta làm nhiệm vụ gian đấy thì nó sẽ cho một cái chiếc búa nữa nên là nó vẫn vào đây hai trên một này là chuyện bình thường tương truyền rằng à, cuốn sách kỳ diệu này sẽ được chính bậc thầy thợ xây đấy uh, uh, biên soạn là nó có thể sử dụng và hoàn thành ngay lập tức bất kỳ quá trình nâng cấp là đang diễn ra có tác dụng trong cả hai làng rồi ok thì đây mình có hai búa rồi và đây hôm nay mình sẽ phá uh, tầm uh, gần nghìn game để mua một chiếc búa thứ hai đó chính là cái chiếc búa này ok tương truyền rằng được rồi được rồi đọc nhiều chém gió nhiều mỏi quá đúng không anh em Đấy thì um, Bây giờ thì mình sẽ Đây dầu vàng của mình hiện tại đang full thôi Bây giờ mình sẽ xem xem là cái gì để mình muốn lâng lên nào Xem là cái gì uh, lên 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 để cho nó khỏe là FDF này 6 ba này Bao nhiêu 6 hôm đấy ít quá nhỉ Thời gian thì bây giờ hiện tại uh, Tất cả các thời gian công trình nâng cấp quân Nó đã rút xuống rất nhiều anh em nhé Mình nhớ rằng thời trước mình lên cái điện Hồ Quang này Nó đã là 10 hôm đúng không? 10 ôm đây đã lên cái điện hồ quang này mà nâng cấp lên cái điện hồ quang này là hình như 12 hôm nhưng bây giờ nó chỉ còn xuống còn có 8 ôm thôi này anh em này. Đấy hiện tại là COC khi mà update cái bản Han 12 thì đã rút xuống rất nhiều để cho tất cả các bạn. Đây, tường thành thời trước cái tường này đáng nghĩa là 2 triệu nhưng bây giờ còn 1 triệu thôi. WZL thì sao là? WZL này, có 5 ngày này, thấy chưa anh em thấy không? Mà đặc điểm nhận dễ nhận biết nhất đó chính là King Queen. Kinh Queen bây giờ anh em nâng cấp lại đấy Em kinh này của mình đánh nghe thời trước đã là 7 hôm rồi Nhưng bây giờ chỉ còn 3 ngày 12 giờ thôi Đấy rất sớm Đây em Queen kinh này cũng thế Còn 3 hôm thôi Đấy anh em thấy không Hiện tại bây giờ COC hiện tại đang là Nó giảm cái thời gian xuống rất nhiều rất nhiều cho tất cả các bạn Đấy bây giờ lại còn có cái uh, trò chơi hội nữa Đây là anh em cày một cái han nào đó Mình nghĩ rằng là Mắc thì cũng khá nhanh thôi nên anh em cố gắng đẩy mắc hàn lên nhá Thì à, hãng à, chơi Rồi ok thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái nào là Cái này là mấy 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 hôm đây 8 hôm à Cái này là bao nhiêu đây Cái này là lên cấp 6 không Cái này là mấy hôm nào à, Mấy hôm đấy mà sao lại mình đập phát lại Đấy luôn thế này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái đi à mình phải chụp lại cái khoảng khắc mà được 9 cái này có các bạn nào mà hơn được uh, 9 cái như thế này không mình thì hiện tại mình mới được uh, 9 cái thôi ok thì sẽ hoàn thành luôn à, ok lên đã lên hội thành uh, cấp uh, cao hơn một tí rồi đấy 10 triệu à 10 triệu thì uh, chưa có 10 triệu thì là cấp 7 thì là đẻ của han 11 rồi thì của mình đây hiện tại đã lên rồi đấy ơ à. 30 trên 5 30 trên 35 rồi sức chứa thì vẫn không một thôi sức chứa đấy hiện tại thì mình nên hội thành cấp 6 thì mình đã có sức chứa máy công thành rồi nhá hiện tại thì là có sức chứa là 35 cho đơn vị quân của mình ủa à, ủa, làm phán hết vàng của tôi luôn này ôi sót quá đi thôi rồi bây giờ hiện tại thì trong ngân khố của mình là vật phẩm vẫn còn một trên một nữa Vâng bây giờ thì mình sẽ sử dụng tiếp tục cái này vào cái nào đấy Còn 7 triệu dầu này thôi Đã nghĩa mình định là nâng cấp một đơn vị quân nào đó Nhưng hôm nay mình làm cái video này nên chính bởi vậy mình sẽ Không biết đi vào đâu đây Mình sẽ đập vào cái này à? xem mấy hôm nào 5 triệu 5 ngày 12 giờ thôi à 5 ngày 12 giờ hơi sót nhỉ Cái này thì sao là 4 triệu 7 ngày A à, được 7 ngày A à, không 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 Mình sẽ không đập vào cái này Mình sẽ đập vào cái này đi 6 triệu Đây đúng rồi 12 ngày vâng Tuyệt vời quá Tự nhiên lại nghĩ ra cái này không suýt nữa Vâng cái công Cái công trình thư thứ hai của mình Là 1 2 3 anh em hãy đếm của mình nè 3 2 1 Vâng Cuối cùng thì mình đã xong Vâng lên đến level 7 luôn Vâng có quẩy đá luôn rồi ui phê phà quá đi thôi vâng mình đã có hai nhà quẩy đá rồi bây giờ mình sẽ còn nâng cấp những cái này nữa thôi hết dầu vàng mất rồi rất tiếc cho ngân khố là ngân khố có ít thôi anh em ơi đấy được hai triệu thôi thì đây cái cuốn thứ ba mình sẽ mua luôn bằng 925 trăm game quá đơn giản quẩy phát luôn cái này ạ à, mua luôn 25 mươi lăm game Ủa, chết rồi bây giờ mình còn hai nghìn năm trăm game rồi tiêu game a quá thế này không được rồi mình phải uh, kiếm game trở lại thôi rồi vào tiếp cái uh, vật phẩm nào vâng mình lại có cuốn công trình thứ hai vâng cái này thì nói thật với anh em là để cho đẹp đội hình để xem mấy hôm nữa xem trong cái trò chơi hội mai có trò chơi hội có cái gì nào thì uh, sẽ uh, xem tiếp đúng không anh em còn bây giờ thì hiện tại thì uh, mình sẽ để dành nó đã còn cái cuốn này thì hiện tại bây giờ mình cũng không biết nâng cấp cái gì nữa rồi mình hết dầu uh, vàng rồi nếu mà mình còn giàu vàng thì nó thật mình cũng nâng cấp luôn cho anh em lên cái này 7 triệu 8 ngày này đấy nhờ Đơn giản thôi cũng không có gì cả bởi vì mình mua mình chắc chắn là mình sẽ sử dụng thôi Rồi bây giờ sẽ Rồi Thì Hôm à, lại sẽ là để mình đi quẩy một trận đi Dù sao thì Cũng mình cũng muốn đánh một trận đúng không anh em sao mình quay được một lúc thôi đấy thì hôm nay mình đã sử dụng hai cuốn công trình uh, thư rồi còn hẳn một cái cuốn công trình thư nữa thì thôi mình để dành một phát mà có ba cuốn công trình thư thì đúng thật là liềm ao ước uh, của ba anh em đây đúng không anh em đập thì sướng tê hồn luôn ba hai cuốn rồi đập phát hai uh, cuốn luôn lên phát uh, hội thành này lên phát uh, nhà quẩy đá hai này mình có một nhà quẩy đá rồi nhưng nhà đấy là nhà quẩy đá hai rồi có nếu mà có vàng nữa thì nói thật với anh em là mình lên tiếp tục lên uh, một cái gì đấy 4 triệu hai này mình sẽ lên tiếp tục ví dụ như là lên cái tháp cung này nữa đi nhưng mà thôi còn cái um, tháp bảo ngục này thì mình chưa xây anh em ạ thôi mình không xây đâu tháp bảo ngục mình đang uh, Ờ, để dành để đánh vua uh, nên là thôi mình không sử dụng ok đi nào quẩy một trận với anh em nào huấn luyện ơ ờ, huấn luyện vẫn chưa xong à ủa ơi lại làm tiếp ớ ờ, làm xịt game nữa rồi sót ott ờ nọt với anh em anh em ơi ờ à, được vì anh em mình sẽ quẩy hết mình luôn thế là hôm nay là mình cũng tiêu hết gần gần nghìn game mà còn thiếu có mấy game nữa thôi là hết gần nghìn game rồi thật với anh em là anh em đừng tiêu như mình nhá phá sản đấy Hôm nay thật sự là mình phá sản đến nơi rồi Vừa phá sản tiêu tiền ở ngoài mà cũng vừa phá sản tiêu tiền trong game Rồi mình phá sản đến nơi rồi Mấy hôm nữa thì mình phải kiếm lại game thôi Rồi sẽ không lòng vòng dài dòng nữa mà mình sẽ đi quẩy luôn một trận nè, Một cái trận xem có cái trận nào giàu giàu không bù đắp lại cho tôi một chút chứ cho Tôi vừa phá nghìn game đấy ông ơi Ông COC ông, ông, ông cho tôi cái trận nào triệu giàu vàng đi Đấy cái trận này nghèo quá đi thôi làm sao mà tôi quẩy được rồi 2 triệu, tư. 2, triệu, à, 2 triệu 2 vàng và 2 triệu 5 dầu 77.000 dầu um, đen rồi, Cố gắng kiếm cái nhà nào giàu dầu một tí nào Ôi nhà này nghèo thế Ôi, được, 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 được. Đây rồi đây rồi Kiếm được con nhà hoang hoang này rồi anh em ơi Ngon quá đi thôi đấy Nhà hoang hoang này người ta lại còn để cái kiểu vào lại ép đầu fan để ở ngoài này thế chưa thôi 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 quỳ luôn nè quẩy gọi là đơn giản luôn rồi đi vào ăn luôn ép đầu fan thứ hai đi rồi em kinh này lộ lên luôn này ui rồi ôi trận này thì chắc chắn là nói thật với anh em đánh cống hiến với anh em thì sẽ thả hết tay hết luôn không có để giữ lại một cái gì cả đấy nếu mà đã đánh cống hiến với anh em luôn đấy chơi tới tầm luôn đấy anh em ạ cống hiến với anh em luôn rồi Queen đâu, Queen đâu, Queen đâu, Queen của đối thủ đâu, a à, Queen của đối thủ cũng ra đi tìm đường cứu nước luôn rồi. Rồi, đấy anh em thấy không? Quá là cống hiến với anh em mình nhìn nhà này là nhà cái nhà bỏ hoang này thì phải. Rồi Super Queen lộ cống hiến luôn, cống hiến luôn nên là mình quẩy tới tấp luôn. Này. Còn bịch độc này biết biết lém cho ai? Rồi ôi Queen của đối thủ biết thế lém cho Queen của đối thủ cho sao A à, kinh 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 của đối thủ kinh của đối thủ lại cho vào đây rồi đi vào đấy, à, 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 em kinh này biết chạy ra khỏi vùng độc à đấy số 77% bảy mươi rồi à, một cái trận cũng khá ấm ấm thôi bốn năm trăm nghìn rồi ôi, ôi, em kinh của, em queen của, tôi. Ui, em queen của tôi em queen của tôi ui em của tôi em quên của tôi ra đi tìm được cái nước rồi chú pha biết thế pha này mình để dành mình đọc có vẻ ngon không rồi ơi không vỡ nó hẳn hai lava kìa anh em ơi Thật sự là một cái trận quá hoang phí của mình Chứ thật ra mà nhà này thì Mình chỉ cần thả một đàn balon xuống là nó cũng diệt được rồi Để dành lava cũng được rồi Ok Thì hôm nay cái video à, Được 3.800 dầu đen này à, Hôm nay video của mình sẽ kết thúc tại đây Hẹn tất cả các bạn vào những cái video lần sau nhá Anh em thấy hay, hay Nhớ ấn like, share và nhớ đăng ký kênh của mình Để có những cái video mới nhất rồi, giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn